Tôi tên là Phan Đình Thắng, hiện đang là Tổng đốc AIA Quảng Ngãi và tôi rất vui và vinh dự khi được đồng hành với AIA hơn 20 năm qua. Những dấu ấn đáng nhớ của GA Quảng Ngãi qua tầm nhìn và sức mạnh lãnh đạo của anh Phan Đình Thắng, gần 9 năm là thành viên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh cấp cao AIA Việt Nam, văn phòng dẫn đầu toàn quốc về tăng trưởng tham dự President Club tập đoàn AIA năm 2017, 6 năm liền góp mặt trong top 5 văn phòng có doanh số cao nhất toàn quốc, top văn phòng có số lượng MDRT 2023 nhiều nhất, đã đóng góp gần 4 tỷ đồng cho chương trình Hành trình Cuộc sống từ khi phát động tại AIA Việt Nam đến nay. Tháng 3 năm 2023, nhận bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI dành cho doanh nghiệp đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tham gia đoàn công tác số 16 thăm quần đảo Trường Sa và nhận danh hiệu Chiến sĩ Trường Sa. Tháng 1 năm 2021, vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp lao động, thương binh xã hội do Bộ Lao động Thương binh Xã hội trao tặng tại Phủ Chủ tịch. 10 lần nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, huyện và các sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi. 8 lần nhận bằng khen của Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi về những đóng góp của mình vào sự nghiệp an sinh xã hội trong địa bàn tỉnh. Khi mà tốt nghiệp đại học ra trường với chuyên ngành kỹ sư thực phẩm thì về làm cho cơ quan nhà nước, thì lúc thời điểm đó thì thu nhập nó cũng rất là ổn định nhưng mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu, và mình cũng loay hoay tìm kiếm rất nhiều cái cơ hội để mà gia tăng thu nhập, mở rất nhiều công ty. Nhưng một ngày thì cũng có một bán duyên, cơ duyên thì được một người đồng nghiệp giới thiệu mình tham dự một sự kiện của AIA tổ chức đầu tiên tại Quảng Ngãi, đó là cơ hội việc làm. Tự nhiên mình thấy một cái môi trường rất là hay, một cái sản phẩm dịch vụ ở AIA nó rất là ý nghĩa, nó liên quan đến cái giải pháp tài chính cho xây dựng kế hoạch học vấn cho con đi học, xây dựng kế hoạch hưu trí cho người dân, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đặc biệt đó là bảo vệ cho người trụ cột. Và từ đó mình thấy là công việc ở đây nó rất là ý nghĩa. Và bên cạnh đó mình thấy là không phải dừng lại ở mình, đó là mình được quyền xây dựng cái doanh nghiệp của mình. Thì từ đó mình bắt tay vào tuyển dụng phát triển đội ngũ. Và lúc đó thì mình nghỉ việc và chuyển hướng 100% làm việc với AIA. Trong suốt cái hành trình 20 năm qua đã xây dựng một cái hệ thống rất lớn AIA. Và hiện nay thì Quảng Ngãi cũng rất tự hào văn phòng top đầu cả nước. Một số người khi có thành tích thì thường co lại, nhưng mà tháng có thành tích thì tháng lại đương đầu. Cuộc sống và kinh doanh luôn có những chu kỳ. Thời điểm khó khăn thì tháng luôn luôn đó là thứ nhất là về nhân sự thì vẫn đảm bảo duy trì. Thứ hai nữa thì đối với đội ngũ đối tác của mình thì mình cần phải giúp cho họ vượt qua khó khăn thách thức. Và trong thời gian qua thì từ lúc thời khủng hoảng hay liên tục thời sau Covid và khủng hoảng thì tháng liên tục đầu tư. Rất nhiều anh em có nói một câu là tại vì sao lại đi những song pha những cái nơi đó, tại sao như vậy, thì mình nghĩ là tinh thần của mình thì luôn luôn thể hiện tinh thần của một doanh nhân. Chúng ta phải cam đảm vượt qua tất cả mọi thứ và chúng ta phải tiên phong. Và với cái đầu tư như vậy thì đội ngũ anh em quản lý rất là an tâm. Quảng Ngãi thì có một cái hệ thống kết nối ở chính quyền địa phương rất là tốt, liên quan đến sở ban ngành triển khai hoạt động, gia tăng niềm tin cho địa phương. Từ đó khách hàng gia tăng thêm niềm tin và tiếp tục quay trở lại. Và trong khủng hoảng thời gian vừa qua thì Quảng Ngãi là một cái đơn vị kinh doanh và rất tự hào, đó là tỷ lệ duy trì hợp đồng cao nhất trên toàn quốc. Yếu tố mình làm cho đội ngũ nó cũng xuất phát từ cái niềm tin mình ở AIA. Mình rất là vui vinh dự khi tự hào được là thành viên của tập đoàn AIA, đặc biệt là AIA Việt Nam. Tập đoàn có những cái nền móng về vững chắc về đầu tư tài chính này, về ứng dụng công nghệ và những sản phẩm dịch vụ nó rất thiết thực cho khách hàng, đặc biệt là chính sách dành cho tổng đại lý, cho cấp quản lý, cho đội ngũ cũng như cho khách hàng. Và bên cạnh đó thì lãnh đạo công ty thì rất là lắng nghe và rất thấu hiểu và luôn luôn kịp thời hỗ trợ cho cái hệ thống. Và từ cái hỗ trợ đó thì tháng này có thêm những niềm tin ở tiền tuyến mình song pha. Từ khi công ty truyền cảm hứng với thông điệp công ty đó là sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn, là mong muốn khách hàng tham gia đồng hành với công ty. Và bên cạnh đó thì khuyến khích phong trào sống khỏe thì công ty đã ra mắt cái Vitality. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm vô cùng tuyệt vời. Khi mình có sức khỏe thì mình mong ước rất là nhiều thứ, nhưng mà khi mình sức khỏe không có thì điều mong ước duy nhất là sức khỏe. Thì với cái tinh sống khỏe này thì công ty giúp cho khách hàng gia tăng những lợi ích liên quan đến là anh tham gia với sản phẩm này, gia tăng quyền lợi bảo vệ và quyền lợi nhận lại từ những cái chương trình Vitality. Và bản thân mình là một cái người mà đầu tiên thì về mình triển khai ngay, và khi mình triển khai ngay thì tinh thần sống khỏe của anh em nó lan tỏa của tất cả thành viên và tạo ra những câu lạc bộ chạy hàng tuần, và từ đó dẫn dắt cho cái hệ thống đội ngũ thu hút về tuyển dụng khách hàng cũng như truyền cảm hứng cho khách hàng và người dân. Thì AIA cũng là một trong những đơn vị tiên phong đầu tiên trong việc đó là ứng dụng công nghệ số, và công ty đầu tiên liên tiên phong về cái dòng sản phẩm mà tích hợp sống khỏe vào trong đó. Với sự can đảm, quyết đoán, người thuyền trưởng Phan Đình Thắng đã lãnh đạo đội ngũ, dìu dắt nhiều người đi đến thành công từ độ tuổi còn rất trẻ.
Hay bản thân là một người giáo viên, Thanh Sương được một người bạn giới thiệu đến với AI và may mắn là được xếp tháng nhiều giác và trưởng thành tại AI Việt Nam. Thanh Sương khi ngày đầu khởi nghiệp cũng làm việc tại AI thì cũng có rất nhiều cái rào cản, rất là lớn luôn. Gia đình cũng là một trụ rào cản. Ông xã cũng không hưởng ứng ở lĩnh vực bảo hiểm, bèn sự hỗ trợ, đặc biệt là bèn những cách thức xây dựng con người của xếp tháng đã thay đổi một Thanh Sương. Ở trong vòng 4 năm thì Thanh Sương phát triển ở vị trí làm đại lý bảo hiểm, lên quyền trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh cấp cao và hiện tại là giám đốc ban kinh doanh. Thì song song trong chuỗi phát triển thì lúc nào cũng có xếp tháng đồng hành và định hướng. Đầu tiên là xếp tháng tổ chức nhiều chương trình phục vụ khách hàng. Đó là những chương trình mà giúp cho Thanh Sương gần với khách hàng nhiều hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Nhiều chương trình liên quan tới huấn luyện và đào tạo. Đó là những chương trình xếp tháng đã học từ nước ngoài về, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư về chuyên môn. Và nhờ những chương trình đó, Thanh Sương gọi là cơ hội và vận hành hệ thống của mình. Thì bản thân Thanh Sương cảm nhận là sau 8 năm thì bây giờ thì AI kết quả nó là thương hiệu số 1 tại thị phần Quảng Ngãi. Thì điều đó rất là đóng góp rất lớn và rất là tờ tình từ sếp Phan Đình Thắng. Sếp còn là một người rất là tận tâm với khách hàng của mình, tận tụy với nhân viên và giúp cho nhiều anh chị phát triển lớn mạnh từ AI, mà trong đó có Thanh Sương. Với tất cả là gọi là sự trân trọng và biết ơn, xin thay mặt cho đội ngũ anh chị cấp quản lý và đại lý của AI Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sếp Phan Đình Thắng với những cống hiến của mình cho sự nghiệp phát triển của AI Quảng Ngãi và đội ngũ của chất lượng anh chị cấp quản lý và đại lý. Hy vọng rằng với cái tâm của một người làm nghề, anh sẽ có nhiều cái sáng kiến, nhiều cái tư duy và bản lĩnh hơn nữa để giúp cho AI Quảng Ngãi vươn tầm cao mới. Các bạn trẻ mà đam mê cái môi trường làm việc năng động hiện đại thì đến đây. Ở đây thì mình được huấn luyện, đào tạo bởi một quy trình rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp. Các bạn ở lĩnh vực nào cũng được, bất kỳ nơi nào, môi trường nào, các bạn đến đây chúng ta hoàn toàn tự tin được học được công thức đã thành công đó. Hiện nay Quảng Ngãi đang có cái nền móng rất tốt, từ quan hệ chính quyền địa phương để triển khai hoạt động địa phương, từ cái niềm tin khách hàng gia tăng lên, từ cái hệ thống chính sách của công ty, từ cái sản phẩm dịch vụ tốt, chính sách công ty tốt và có công thức thành công tại đây. Và đặc biệt đó thì có sự đồng hành dẫn dắt từ hệ thống lãnh đạo của công ty, của văn phòng và có cấp quản lý. Vậy thì ngày hôm nay thì Thắng nghĩ rằng là rất nhiều cơ hội đến với tất cả bạn trẻ ở Quảng Ngãi. Nếu các bạn thực sự đam mê và dám bước với cái hành trình mới này thì các bạn hoàn toàn tự tin bước qua đây để chúng ta có thể là phát triển cái sự nghiệp của mình lâu dài cùng với AI Quảng Ngãi trong thời gian tới.